Xin chào mọi người ạ. Hơn một tuần vừa qua thì cả nước Việt Nam của chúng ta đang hướng đến là miền Bắc thân yêu. Và em Hưng cũng có một chút tấm lòng nhỏ, gọi là của ít lòng nhiều, gửi đến Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ miền Bắc sau cơn bão Yagi ạ. Ngay lúc này đây, em cảm thấy rất may mắn vì đã được sinh ra và lớn lên trong miền Nam của chúng ta. Miền Nam của chúng ta thì chỉ có là hai mùa khí hậu, mùa nắng và mùa mưa thôi, đều không bị lũ hay là sạt đất ha. Và hôm nay thì em Hưng xin được giới thiệu đến quý cô bác anh chị một bất động sản nhà vườn nông trại có cái tổng diện tích là 2 hecta hay thường gọi là 20.000 m2 ạ. Trong đó thì có 400 m2 thổ cư. Trên bất động sản của chúng ta thì có một ngôi nhà Thái rất là đẹp, gia chủ sẽ tặng lại cho quý cô bác anh chị mình luôn. Và đặc biệt là có cả một cái view suối tự nhiên quý cô bác anh chị ạ. Sản phẩm hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình có cái địa chỉ tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Gia chủ đang gửi em bán với mức giá mong muốn là 8 tỷ rưỡi ạ. Sản phẩm bất động sản của chúng ta thì có bám mặt tiền đường đỏ đây là 32m ạ. Và kế bên một cái nhà xưởng rất là lớn ở đây ha. Tuy nhiên nhà xưởng này hiện tại thì chưa có hoạt động ạ. Em mong quý cô bác anh chị mình cùng bớt chút thời gian ra tham khảo về bất động sản này với em ha. Nhà vườn này thì có hướng là hướng đông bắc quý cô bác anh chị ạ. Và đều có ranh giới rất là rõ ràng rồi. Và có cả một vườn cao su ở phía đường sau nữa. Quý cô bác anh chị mình có thể là mua đầu tư hoặc mua làm của ha. Ranh giới từ khu vực này kéo dài qua bên kia. Bám mặt tiền đường là 32m quý cô bác anh chị ạ. Đường hiện trạng đang là đường đất đỏ, có chiều rộng lòng đường là 6m ạ. Và có trừ hành lang lộ giới 5m từ tim. Đây là tổng thể hình dáng lô đất của chúng ta. Mảnh đất này quy hoạch là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm. Trên đất á, dựa trên quy hoạch á, thì có một cái tuyến đường là đường 8m đi ngang qua đất của chúng ta ha. Chiều ngang 8m này á, đi ngang qua nó rơi khoảng tầm là hết 64,8m2. Nếu mà quy hoạch mở ra á, thì mảnh đất của chúng ta sẽ tự nhiên thành một mảnh đất là có 2-3 tuyến đường quý bác chị ạ. Rất là giá trị trong tương lai ha quý bác chị ơi. Rất thích hợp để mọi người mình có thể là mua đầu tư, mua làm của. Vì cái giá cực kỳ tốt rồi. Hiện tại thì gia chủ đang rất là cần tiền nên cần xử lý công việc, nên là gửi em Hưng chia sẻ đến quý các anh chị mình ạ. Đầu tiên thì em Hưng xin được chia sẻ mọi tiện ích xung quanh ngôi nhà của chúng ta. Từ vị trí nhà của chúng ta di chuyển trong bán kính là 40m thôi là ra đến đường ngã ba, và di chuyển ra trong bán kính là 400m, quý vị anh chị mình đã tiếp cận được tuyến đường liên huyện hay thường gọi là đường DH507. Tuyến này thì đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m ạ. Và di chuyển ra mọi tiện ích trong bán kính là 1,1 km sẽ tiếp cận được là ủy ban nhân dân của xã Tân Hiệp, cũng như là trường học mầm non cấp 1, cấp 2 và cấp 3 luôn. Đường của chúng ta là đường liên tỉnh, quý cô bác anh chị mình có thể đi về Đồng Xoài, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai rất là nhiều ha. Và hướng ngược lại, quý cô bác anh chị mình di chuyển về bên trung tâm Bình Dương này, cũng như là Sài Gòn và các tỉnh phía miền Tây ha, cũng như là Vũng Tàu ha. Và từ Sài Gòn di chuyển xuống đây là hết 71 cây, thành phố Thuận An, Dị An di chuyển xuống đây là hết 50 cây thôi ạ. Đặc biệt là Đồng Nai di chuyển xuống đây chỉ hết có 89 cây thôi ạ. Vâng, trên bất động sản có một ngôi nhà rất đẹp. Hôm nay em Hưng quay thì không có ai ở nhà. Em Hưng cố gắng quay chi tiết để mọi người mình cùng khảo sát thôi ạ. Trên bất động sản của chúng ta thì cũng như em Hưng chia sẻ là có một ngôi nhà còn rất là mới, khang trang đẹp. Đấy, sân hiên thì rất là rộng rãi, có thể đậu được nhiều xe ô tô ở đây. Và gần sát với các nhà máy xí nghiệp ở đây quý anh chị ạ. Vâng, bất động sản của chúng ta thì có cái mặt tiền đường hiện trạng bám mặt tiền là 32m và có bám mặt tiền suối là 88m quý anh chị ạ. Đấy, bất động sản này thì pháp lý là sổ hồng riêng, sổ của chúng ta thì có 2 sổ. Em Hưng sẽ quay chi tiết hơn để mọi người mình cùng khảo sát ha. Video này cũng rất là dài, quý cô bác anh chị mình cùng bớt chút thời gian ra tham khảo với em ha. Quý cô bác anh chị có thể cho em xin một like, một subscribe, đăng ký kênh, theo dõi nhiều bất động sản mới nhất từ kênh Nhà Đất Bình Dương vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. Cũng như là cho em một cái động viên để em có thể là ra nhiều cái sản phẩm bất động sản tại Bình Dương của chúng ta ha. Trên đất thì có cây cao su,
cao su này thì gia chủ mới trồng đây thôi. Phía sau nhà thì có một cái trang trại nuôi vịt quý các anh chị ạ, và một cái suối tự nhiên. Đất thì trồng cây cao su hết rồi, quý các anh chị mình có thể là mua làm của rất thích hợp ha. Về cái trang trại vịt này hiện tại thì là của chủ nhà đang cho người em là làm trang trại tạm ở trên đất thôi quý anh chị ạ. Mọi người mình đừng có lo, trang trại này thì hiện tại bên xã Tân Hiệp bây giờ đang không có cho mở trang trại nữa. Chính vì thế trong khoảng thời gian là vài tháng sắp tới, trang trại này sẽ buộc phải giải tỏa quý anh chị ạ, giải tỏa đi nơi khác ha. Về bất động sản của chúng ta thì như em Hưng có chia sẻ là có một vườn cây cao su ở phía sau nhà, một đám cây cao su khoảng tầm là mới trồng được có 1 năm và một đám cây cao su là trồng được 3 năm rồi quý anh chị ạ. Rất thích hợp để mọi người mình có thể là mua để đầu tư trong thời điểm hiện tại hoặc mua làm của ha, bởi vì đất rất là nhiều và có cả view suối tự nhiên luôn. Rất thích hợp để mọi người mình có thể là làm một cái không gian nghỉ dưỡng, nhà vườn, trồng các loại cây ăn trái cũng như là đào thêm ao hồ để nuôi cá ha quý anh chị ơi. Về mực nước ở cái suối này thì là chảy quanh năm, không có hết đâu quý anh chị ạ. Xét về góc cạnh khu vực dân cư ở đây thì cũng rất là đông. Quý các anh chị mình di chuyển trong bán kính là 1 km thôi là đã tiếp cận hầu như là đầy đủ rồi. Trong đó có ủy ban, y tế, bưu điện, công an, trường học. Trường học ở đây thì có đầy đủ hết, là trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ luôn ha quý anh chị ơi. Rất là gần ha. Và điều đặc biệt nhất là di chuyển ra tuyến đường liên huyện chỉ đúng trong bán kính là 400m thôi. Rất là gần ha. Và di chuyển ra trung tâm thị trấn Phước Vĩnh chỉ đúng trong bán kính là hết là 8km thôi, là mọi người mình đã ra đến trung tâm rồi ha. Và di chuyển ra đường trục đường liên tỉnh gọi là đường DT741, một số nơi thì gọi là đường quốc lộ 13, thì di chuyển ra cung đường đó chỉ hết có là 5km thôi quý anh chị ạ. Rất là gần luôn ha. Đây là cái con đường mòn để cho xe tải chở thức ăn cho vịt xuống ở dưới cái trang trại dưới kia ha. Bốn xung quanh thì hầu như là gia chủ đã rào lưới B40 hết rồi. Đất nhà ai thì người đó sử dụng. Chất đất ở đây thì là đất pha sỏi quý ba chị ạ. Rất thích hợp để trồng cái các cây ăn trái cũng như là cây cao su. Đấy, đặc biệt là trồng cây cao su ở đây mủ rất là nhiều cũng như là độ mủ rất là cao ha. Ở phía bên dưới là có một cái sông, một cái suối quý các anh chị ạ. Đất rất là dài, em Hưng sẽ bay live cam để mọi người cùng khảo sát thôi. Về bám mặt tiền suối của chúng ta thì cái mảnh đất này bám mặt tiền là được 88m là view suối quý các anh chị ạ. Suối này thì chảy quanh năm, hiện tại bây giờ đang rơi vào mùa mưa nên là nước nó hơi đục. Quý các anh chị mình cùng thông cảm ha. Vào cái mùa khô thì nước nó sẽ trong hơn. Đây là cái đường để cho xe ô tô di chuyển vào phía bên trong để mà chở thức ăn cho vịt cũng như là xuất vịt ha. Và đây là cái tuyến đường hiện tại của bất động sản này. Tuy nhiên tuyến đường này trong thời gian sắp tới thì sẽ được đổ nhựa thôi quý anh chị ạ. Đường của chúng ta là đường rộng 6m ha, và có trừ hành lang lộ giới an toàn đặc biệt là 5m tính từ tim. Khu vực thì dân cư rất là đông, điện nước, wifi đã đầy đủ. Quý cô bác anh chị mình quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ với em Hưng. Em Hưng sẽ gửi cho mọi người mình đầy đủ thông tin, pháp lý, sổ sách để mọi người mình cùng khảo sát ạ. Và bây giờ, em xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo ạ.